kênh Facebook của Siêu Bình Tuyển nhá. Em đang làm gì đấy ạ? Hello anh, hello em. Hello mọi người. Chào Hà Minh Chí nhá. Đây là sức ảnh hưởng của đại ca. Đại ca phổ phát lên 4 người được gần 500 mạng. Ôi dồi ôi. Anh em vào chào đại ca mình đi à. Mình cái này. Ôi dồi ôi. Gần cả người, ôi hốt quá. Ôi dồi, gần. Đại ca bấc lên ôi, hơn 600, hốt quá. Chào kẹo kẹo. Vâng, thưa quý vị các bạn, cảm ơn 700 người đang xem nhá. Thì hôm nay thì có câu chuyện là ngồi trà đạp đạp. Cho tí nhỏ nhạc ở nơi nào để chém gió cho anh em mà thôi. Chuyện tù đi. Hello em. Đấy. Cho nhỏ đi, nó võ hết vào đây rồi. Cho nhỏ ấy kia đi em. Chào 900 anh em nhá. Em vừa cho nhạc nhưng mà vẫn cho nhỏ nhỏ những lần đầu tiên Hùng livestream lần đầu tiên 1000 người. Ôi 1000 người hốt thật. Chụp lại màn hình tí đăng Facebook. Nào. Đúng không? Phải lấy kỷ niệm. Ôi trên đây. À các bạn ơi. Ok, đấy là 1k. Okay. Lần đầu tiên livestream mà lên đến 1k người. Vâng thưa quý vị các bạn, một câu chuyện buồn của những đại ca giang hồ đầu gấu đi tù. Thì nói thật với các bạn là nhà này, nếu mà tầm giờ này ông ở trong tù là giờ đang anh em đang chuẩn bị ăn cơm. Bây giờ à đúng rồi. Giờ này giờ là đang soạn mâm. Thì các bậc đại ca tiền bối kiểu như gọi đại bàng ấy, ngồi mâm trên là ngồi này. Đấy, ngồi nhà ngồi như Tuyền với em thì là em Hùng à. Uống chén nước chè. Đấy, nó phải đúng tư thế, đúng. Sao bao ngồi lại vết? À, chỉ đạo thằng bếp trưởng này thì bếp trưởng này là chỉ đạo cho 4-5 thằng sắc cơm cho đại ca. Khi canh trại, cơm trại mang vào thì là chia ra đội làm bếp, rửa tay sạch sẽ. Đấy. Sau đó thì phân ra thằng phá nước chấm, thằng sắp thức ăn, thằng đánh cơm. Cơm trại thì như cho chó ăn. Đấy, nói thật, cơm trại thì chỉ là nhà tiền chỉ nấu cho chó. Nhưng mà mình đi tù mà cơm nó khô và hay đái ăn lắm. Hôm mấy anh đầu bếp ở dưới nhà bếp nấu sượng ngấm sượng ngầm thì Tuyền kể các bạn, cơm ở trại Bái Bùng nhá thì nó lại nát như tương đâm. Hôm nào khô thì khô như chào chó mà nát thì nát hơn chào chó. Đấy, bắt đầu ngồi chị hạo đang bếp trưởng là Nguyễn Hùng à. Chị hạo là chắp tay sau đít đánh cơm thì cơm nó nát. Các bạn nhớ đánh cơm thì nó có cái thìa nhựa đánh. Các đại ca như ví dụ như là Tuyền ngồi mâm trên, nếu mà ngồi mà ăn được cơm hòn cơm cục thì tí nữa là niệu thần hồn là uống nước là đéo phù uống rồi. Thế sau đó gạt rau thì cái thằng đi gạt rau là móng tay không có. Nguyên tắc là làm bếp là không được để móng tay, móng tay nó bẩn thì nó gái gái vì trong này nó lấm mốc nhiều. Thế mà nó ghét, nó gái gái nó đúng vào đấy. Thế sau có một thằng là quản lý giám sát đội bếp cho các đại bàng ăn, mâm đại bàng hiểu chưa. Là thằng đấy là gọi là xe 2, đấy gọi là xe 2 nhá. Thì xe 2 nó sẽ ngồi chắp tay sau thiết này. Nó đứng nó nhòm nó ngó này. Đấy. Nó nhòm ngó mà đằng sau nó sẵn sàng là làm đấm vào mặt cho những tất cả những đối tượng nào là bẩn cho các anh ăn. Là nó sẽ chỉ đạo là nước chấm của đại ca là ăn cái gì là. Trong tù thì là không có nước mắm. Ở tạm giam Bắc Ninh là không có bán nước mắm. Ở trại khác không biết. Thì thay vì bằng nước chấm thì các bạn biết là trong tù phải làm bằng gì không? Một canh mì tôm này. Một canh mì tôm này. Cái gì nhỉ? Tỏi này. Ớt này. Giá nhỏ ra. Sau cho đường này. Sau cho thêm một canh hải châu vào này. Quánh tan nó lên. Cho nước vào quánh tan nó lên. Thì trong tù nói thật các bạn là nhà có gia đình điều kiện, có gia đình không có điều kiện thì trong tù tạm giam ở Bắc Ninh chỉ được tiêu không quá 1.3 triệu, 1.2 triệu một tháng thì mỗi ngày ăn được còn tí tiền thôi. Thế bây giờ phải mua thức ăn này, phải mua đồ dùng sinh hoạt cá nhân này, phải mua quần áo hay cái gì đó này, thì đâm ra là tiền thức ăn không đủ. Thế một buồng 40-50 người rất chỉ là vất vả. Thế sau đó khi pha nó chấm xong là bắt đầu đổ túi thịt ra trong đấy các bạn nhá. Nói thật các bạn nhá, đi tù rất chi là sướng, không phải khổ đâu, nói phép đấy.
đi tù chưa, ví dụ như Tuyền là Tuyền trước Tuyền đi à, không phải đi tù em, đi cải tạo, đi bộ đội, à đi bộ đội, đi nói thì cho nó sang, đúng rồi, đi bộ đội sang cái món. Thì nói thật với bà con nhá, có điều hòa, có tủ lạnh, có tivi, tắm vòi hoa sen, có bình nóng lạnh, có massage ngâm chân thuốc bắc, có tẩm quất xa hơi, sướng như thế như nào nữa, được thật đúng không? Thế nhưng mà chỉ có đại bàng mới được thôi. Còn là lông dân ý, người ta gọi là lông dân cấp trên cấp dưới đấy, thì chỉ được tivi, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt thôi, không có tẩm quất ngâm chân đâu. Thực ra thì kể các bạn tivi, điều hòa mà máy giặt là gì? Tivi thì ở cái mỗi một buồng giam mà ngoài cái ô cọp, ô thoáng là nó có lỗ tổ chim, là cái lỗ này để mình ngó qua ra ngoài sân phơi quần áo, hay có cán bộ đi qua là bắn, là ví dụ có cán bộ đi qua huýt sáo, huýt sáo như thế, tức là chúng mày đang dùng đồ vi phạm, trốn đi, cán bộ vào đấy, hoặc là thầy đâu đấy, giờ vợ đánh tiếng gái là các con vợ vào hút trộm thuốc lá thuốc lào là giấu, hay dùng đồ vi phạm giấu đấy. Hôm nay đại ca lôi lên nhanh lắm. Còn tủ lạnh nhá, tủ lạnh là gì? Thì tủ lạnh tôi nói là các bạn nhá, nó là khi mình mua thức ăn của trại về thì ở ngày xưa ấy, lúc Tuyền vẫn còn đấy, không biết về chế độ bây giờ, là thức ăn bán một ngày nhưng bán cho cả một tuần, ăn nó cả một tuần. Thế là thịt mua một, hôm nay mua thịt nhá, nhưng mà túi thịt này có thể dùng đến cuối tuần sau mới ăn, đúng không? Thế cho nên là thịt mua về nhá, sau đổ ra cái bát, sau đổ muối vào, hai thìa muối với một túi thịt 50.000 bé bằng ba ngón tay, là cho thật mặn này, sau cho đổ hai thìa muối vào, bóp cho nó ngấm vào, sau cho lại một túi bằng đấy, sau bóp hết không khí ra, sau buộc vào, sau ngâm trong xô nước, là xô nước nước trắng, sau lấy cái bát đặt lên trên, sau đè nó lên, thì đấy gọi là tủ lạnh. Thì mình bạn được các bạn để trong hàng tuần cũng không bao giờ tiêu thối, mỗi ngày thay nước một lần, còn nó nhớt bên ngoài túi đấy, đấy gọi là tủ lạnh. Còn máy giặt là gì? Ở trong tù nó phân chia là thằng làm việc họ thì thôi việc kia, ví dụ thằng này đi làm bếp chỉ đạo bọn nhà rau làm cơm cho các đại ca ăn, thì thằng khác đi giặt quần áo đấy. Thế đấy gọi là máy giặt là gì? Mình có quần áo vứt ra là có thằng khác nó giặt, nó phải làm, đúng không? Thế cái nữa là điều hòa là gì? Tối bạn các bạn đi ngủ là có hai cái đại quạt, thay viên túc trực quạt từ đêm đến tận sáng, thế không mà nghỉ đây là mà chết. Thế nhưng mà hai thằng ấy rất chia sướng, sướng nhất buồn là gì? Ban ngày các đại ca phải trông cho nó ngủ, tại vì cả đêm nó thức, nó trông cho các đại ca ngủ rồi thì ban ngày đến chuẩn nhật nó ngủ. Anh ở đây, lên đây cho anh ở đây đấy. Cái thứ ba nữa, tẩm quân massage là gì? Như Tuyền không phải là bắt ép mà gọi là có thỏa thuận, các bạn thấy chưa? Có đi, trong lại buồng trưởng nó là vậy mà. Buồng trưởng nhiều đứa không có gia đình, muốn được lấy lòng, muốn được các đại ca tạo điều kiện thì phải làm gì? Phải là một, đại ca hôm nay em có bài mới đấy, hay sao tổng quân xa hơi nhá, Tuyền là một ngày đấy nha, đấm lưng phải 3 lần, sáng ra ngủ dậy là phải dậy bóp vai bẻ lưng đấy. Sau đó các bạn biết là gì không? Mới dậy đi anh răng. Bắn xong lên đây anh ơi. Chiều ngủ dậy, trước lúc đi tập thể dục là các em phải massage cho. Đấy. Bây giờ nói luôn là bản thân Tuyền nhá, bản thân của tôi thôi. Qua clip này, live stream này, có nhiều bạn nào ngày xưa mà được rốt tạm giam ở bãi bùng với Dương Minh Tuyền à? Mấy tăng này, các bạn ở với Tuyền các bạn có thấy bướng không? Tôi không phải tự hào, nhiều các bạn đại ca, đại bàng, đầu gấu, đầu mèo, các kiểu nói thì rất chi là hay, nhưng khi đi tù mới biết đâu là bướng. Tuyền đây không gấu, nhưng cũng xử lý rất nhiều các đại bàng môi mõm và buộc giam mà cùng mới biết được. Ngoài đời to như này đúng không? Vào trong kia lại có thời gian tập thể dục nữa thì còn to nữa. Của anh đánh bùng hút bao thằng với tội mà thể hiện mà. Và tù gặp anh cứ solo thôi vào mẹ chơi đẹp luôn đấy. Anh ta đánh nhau tay bò rồi. Thế sau đó nhá các bạn nhá, sau khi tổng quát xong là có bọn gọi là bọn xe điếu đóm vào châm điếu. Đấy, đây là ví dụ
Đấy, trong tù thì không có điếu cày, các bạn thấy chưa? Chỉ có điếu bác. Trong tù cũng không có điếu bác. Nó có cái vỏ chai nước khoáng, sau nó lặn rất là giỏi. Nó lặn từ lương khô với cơm, cơm nguội ấy, cơm nguội các bạn ạ. Nó nghiền nát ra với lương khô nghiền ra, sau nó chế thành cái lò điếu, sau đút vào trong cái chai nước khoáng rồi rút. Nó không bị lát à? Xe thì châm đi. Đây ạ. Đấy. Sau đó khi phi phê xong rồi, rút phê rồi là phải đưa chén nước cho đại ca uống. Em kính anh ạ. Thằng ngoan. Thằng ngoan cho lên trước. Cho lên mâm 2. Ở trong kia là phân chia, ví dụ buồng 50 số là phân chia là tầm khoảng 6 mâm. Nghe anh chuyện không phải là cơm trưa luôn. Các bạn nhá. Mâm 1 là dành cho những ai? 1 là dành cho các đại bàng có điều kiện, 2 là dành cho các đại bàng có số thật, 3 là dành cho các đại bàng có anh em gửi gắm. Tuy nó không phải là đại bàng nhưng anh em đại bàng gửi gắm thì chắc chắn là phải tạo điều kiện. Thấy chưa? Mâm có tiền là mâm gì? Là mâm cho các cán bộ gửi gắm. Đấy. Mâm 2 là mâm gì? Mâm 2 là mâm trật tự trưởng, gọi là xe cứng đấy, cho tự ngó. Đấy. Sau đó là bếp trưởng. Sau đó là các bạn biết là gì được không? Đội trưởng đội nước, đội trưởng đội bếp, mà đội trưởng đội nước, đội trưởng đội nhà vệ sinh. Đấy. Đội trưởng đội nhà vệ sinh thì cho là mâm 21 là mâm 3. Mâm 3 là dành cho những đối tượng là nào? Mâm 3 là dành cho những đối tượng là gia đình có lưu ký ạ, 1 tháng 300.000 đủ nuôi cái món nó không đủ nuôi đâu. Một bữa 50.000 túi thịt bé bằng cái kẹo này ăn địch mẹ hai gắp hết, nhưng mà túi thịt đó nó phải ăn hết hàng tuần, các bạn hiểu chưa? Tí mới kể lại một cái túi thịt nhá. Mâm bốn là ai? Là mâm bốn là dành cho các xe của đội bếp, xe của đội nước. Nước là gì ở trong đấy nhá, nói thật với các bạn nhá, nước là quý hơn vàng. Mùa hè nha, đéo qua được tắm đủ nước luôn. Mùa hè nha, thằng nào ngoan thì tắm được lửa xô, thằng nào không ngoan thì tắm một gáo, vẩy vắt ướt người vào. Thế cho nên nói thật các bạn này, vào đấy cứ hắc lào lang ben, tổ đỉa ba hà mẹ ông các kiểu là có thật. Có những thằng ra bảo ra, ui sao con béo trắng thế, con bị phù, con làm gì có ánh nắng đâu. Số mặt con béo đấy, ui ơi, con thiếu chất như nó phù. Vì ở ngoài cái ăn chơi lêu lỏng, vào trong này ăn ngủ xong lọ. Đêm nhá, là các bạn ở nhà. Tuyền là có cái tính khó ngủ. Đêm mà thằng nào mà đi đánh lọ vụt vào tường mà thấy mạnh quá, kêu to nhá, thì kiểu thì hôm sau chết với Tuyền. Đấy. Còn bây giờ nói về cái khoản Mâm 5 là dành cho những cái loại thành phần gọi là lười làm, mồm nước ươn lươn lẹo. Đấy, cho vào cái mâm đấy. Mâm đấy có những thức ăn là gì? Thức ăn gọi là nước rửa thịt. Tuyền nói thật đấy, đấy gọi là nước rửa thịt, đéo phải nước thịt. Tức là nước rửa thịt là gì? Cái nước mà mở hai cái thìa muối trộn vào cái túi thịt 50.000 nhà, sau bắt đầu cho vào, cho thịt không làm, bỏ ra nấu để ăn nhá, bỏ ra để ăn nhá. Vì nước canh của trại nó phát cho là nước nóng, các bạn hiểu không? Nước nóng pha là khoảng 70% là nước lá, thế nó còn hơi nước mắm. Thế sau đó thì bỏ thịt ra ngâm vào cái chậu nước ấy cho nó nhạt thịt để cho các đại bàng ăn, tức là đại bàng Tuyền đấy và đại bàng Hùng ăn. Thế sau đó thì cái nước đấy là dành cho bọn mâm năm, đấy là cái bọn lười làm mồm nước cơn mà ăn tục nó vét. Bố nào thả tim nhiều thế nhỉ? Ok em đấy, đang muốn gặp anh. Mâm 6 là ai? Mâm 6 là dành cho okay, những đại bàng, đại bác, đầu gấu, cực gấu, thể hiện rồng xanh vương biển. Mâm này là mâm đóng số. Mâm 6 gọi là mâm đóng số. Cơm trại, canh trại phát thì mày ăn đấy. Nhưng Tuyền nói thật nhá, đi tù mà nhục nhất là gì? Cơm trại, canh trại phát okay, nhưng mà đéo được ăn đàng hoàng thôi. Nó đi vào nó đéo có một cái bát cái lúa gì. Các bạn thấy chưa? Cơm mày ăn. Đi tù sợ nhất là một bò một bát của mình, các bạn ạ. Không có anh em.
hoặc có anh em nhưng bị đóng số vì thể hiện địt mạnh à mày lấy họ đấy, gọi là bị đóng số. Đóng số ở bùng nào nói nhá, đóng số ở bùng thuyền hơi bị khét luôn. Cơm chạy canh chạy gì tao cho mày bát chứ không cho mày thề à? Cơm cho mày bát, canh đổ bát cho nó vữa ra, cho nó nở hết tầm, đéo thì ăn, ngoáy bằng tay ăn cho nó dính hết lên miệng. Nhưng Tuyền nói thật các bạn này, nhưng đấy gọi là không có tình người. Nhưng khi Tuyền lên làm gọi là làm bộ trưởng, gọi là đại ca đó, đầu gấu cảm khu á, thì tình người nó phải có tình người. Sai là phải bị xử lý, nhưng ăn uống là phải bình đẳng. Còn thời lúc Tuyền mới lên, gọi là một cái thằng bạn của Tuyền là thằng hậu sử, nó to như này này, bây giờ nó đang tù 8 năm dưới ở trong Thanh Hóa. Thì nó đang nằm trong buồng, Tuyền một mình một bo một ba lô đi vào, đá bích con bùng trưởng, cả buồng đứng dậy trầm trồ nhìn. Ôi đít mẹ mày, thằng này gà gấu thế. Thế là có thằng em Thu án trung thân ở Yên Phong, ở Tam Đa Yên Phong, chạy ra bảo ôi mày làm gì ấy? Mình đéo biết thằng này nào, đít mẹ mày lên đây thì đánh nhau làm gì. Thế là cái thằng trật tự đứa chạy ra là thằng Mạnh Pikachu em của Tuyền, chạy ra ui này ra xách ba lô. Thế cả buồng mới nhìn trầm trồ. Thế là lúc ấy thằng bộ trưởng hậu sử ở Yên Phong ngồi dậy, ô bạn à, để mẹ à mày thấy bạn lên mà không đón được sao, anh gọi Long nha, anh chết luôn. Nói thật các bạn à, ở xã hội Tuyền không gấu. Ừ em ơi, nhưng nói thật tăng 26 vừa rồi nhá, gửi các con vợ nào ở Bắc Ninh, Bắc Giang hay tất cả các tỉnh thành mà đã rốt cùng buồng với Tuyền bốc, rốt cả tạm giam ấy, xem Tuyền bốc thế nào, làm gì phải thể hiện. Quánh nhất người vì làm sao, chỉ quánh nhất tay bo thôi. Gia đình mình còn tính ngại gần nhất, đấy là nhất. Cái thứ hai, nó lại là gì các bạn hiểu không? Thứ nhất, đánh phải đúng người đúng tội. Khi phân việc cho anh em làm, việc ai người làm, mình không có gia đình, mình không có người quan tâm. Nguyễn Công nói phép, đi mẹ nói thật đấy. Đúng không? Khi mình không có gia đình, mình không có người thân, anh em phải phân việc, mỗi người một việc chứ. Thế bây giờ việc của mày, mày làm cơm mày mày ăn được, chắn đang có luôn. Thế thì mày đéo có thức ăn, ăn đọc cơm chạy canh chạy đéo muối đéo mắm thì chết. Nó thật chết. Cơm không chất, người ăn không có chất mặn, chất ngọt, chất nhạt nữa. Thì chỉ có phù mà phù cho tay chân đéo hoạt động được là tê teo là có thể chơi bạn ơi. Là chết, đúng không? Các bạn có thấy mình nói đúng không? Đấy là nhất. Anh nói chuẩn quá anh ơi. Cái thứ hai nữa, giặt quần áo. Ngày trước tôi có thằng Trường Què Bắc Ninh, clip này gửi thằng Trường Què Bắc Ninh nhá. Xem clip này không, Trường ở cách bi cười vò á. Mình đầu tiên mình vào thì nó hát hay. À bây giờ kể cho các bạn vụ này. Tối nhá, vào trước mình mới vào bị luật buộc anh nhảy. Nhất, cú pha là chưa? Cất cái mắt để đi. Các bạn thấy chưa? Mới đi tù vào là không được mắt nhìn ngang, nhìn ngọc, sẽ bị ăn đòn. Thật đấy. Mới vào, linh mới đi tù rồi chứ. Ba lô này, quay tay này. Em chào các anh ạ. Cú pha xuống. Đấy, nguyên tắc là linh mới vào. Em chào các anh ạ. Sao có thằng nó chạy nhau? Cái gì đi mẹ mày chào ai? Con chào bố ấy. Các bạn có biết cái câu nói là gì không? Đồ của con cũng là đồ của bố. Mà đồ của bố là mãi mãi là đồ của bố. Đồ của bố, bố sợ. Đồ của con, bố có quyền sợ. Đấy, trong tù vậy. Em đây. Chào tất cả anh em nha. Anh em mà cứ nghe câu chuyện của dạ. Của anh Tiền thì đến trưa không có ăn. Anh là gì ạ? À? Anh Lâm, anh đến rồi đấy. Vâng, em đang xăm anh ạ. Mới xăm bị ngứa. Ok, anh ra xăm đi nhá. Em ở Sóc Sơn anh ơi. À, các bạn thấy chưa? Sau đó là gì ạ? Cái tù, bây giờ kể tù thời năm 2006 Tuyền đi nhá. Năm 2006 Tuyền đi tù, lúc ấy tàn lính mới gặp nhau à. Anh còn khổ hơn anh Tuyền cơ. Thế sau đó thì vào nhá. Các bạn đi tù, lên nhớ đừng bao gửi quần áo đẹp vào. Gửi cho các bạn mới đi tù, không có quen biết, không phải là đà ca đà cốc, mới vào ấy. Tất cả những quần áo mới đéo phải là của các bạn,
nói nguyên văn kể cả thời bây giờ. Ok Nguyễn Minh Đức nhá. Ok chào bạn Lưu nhá. Lưu ơi rảnh qua đây uống chè Lưu ơi. Tuyền nói một câu lết xây giờ nhá. Nếu như các bạn có chẳng may xa chân vào vòng lao lý, tôi nghe bạn Phú ơi, bảo gia đình đừng bao gửi quần áo mới, gửi quần áo cũ. Đúng. Đừng bao gửi quần áo đẹp. Gửi vào không phải là của các bạn đâu. Đây chơi anh Đức ơi. Không bao giờ là của các bạn nhá. Trừ các bạn đi nhiều tập, các bạn có va chạm, các bạn có am hiểu về gọi là môi trường mới, miền đất mới, vùng đất mới, khu nghiệp Đại Bái này, cổng chính khu nghiệp Đại Bái, vùng đất đó, vùng đất đó nó sẽ nói lên được cái gì, nó sẽ nói lên được nhiều anh hùng sinh ra ở cái lôi đó. Thế cho nên là quần áo đẹp vào thì có các bạn thì bây giờ chẳng may có thằng một ông anh, Sơn, Trường Anh một ơi. Ông anh, một ông anh xăm chủ như mực chơi em yêu ơi, đi ra hỏi áo đẹp thế, áo của ai, hồng gà cù phao luôn, ê, cho anh nhá. Thế thực ra thằng này có xin cho nó đẹp đâu, nó xin cho đại ca của mầm trên nhỉ, đại ca của mầm trên đó, thằng mày lính mới vào nhá, đang ngồi hút thuốc, cầm hút thuốc à, có tao bên cạnh ngồi quạt, sao mà đại ca chỉ hút thuốc, check đồ, check đồ là gì, kiểm tra anh ý. Thứ nhất là chào bà nói phép là mày có mang hung khí vào đây không, nhưng mà đi mẹ nó cũng từ buồng nọ lên buồng kia, trước khi đi vào tròi, trước khi đi vào buồng là bị cán bộ ở ngoài tròi kiểm tra rồi, mày già mày giò mày sợ rồi, làm sao mày mang hung khí được vào, đúng không? Ngoài cán bộ kiểm tra check đồ rồi, và vài buồng lại bị check boy tức là check cả người. Tí sao anh Tống ơi, mắt mà check thì check một phát tối ma luôn đấy. Thế sau đó các bạn có hiểu không? Em biết ơi, xuống luôn, xuống đây để uống nước chè. Sau đó là bắt đầu quần áo đẹp, trong tù họ bái bùng nhá. Đúng rồi anh Đức ơi, nếu mà đi chẳng may bước chân vào vòng lao lý ở Bắc Ninh, các bạn biết anh em phạm nhân ở đây nó thích cái gì không? Một, túi bóng màu đỏ, túi bóng bóng màu đỏ. Hai, quần áo len. Quần áo đẹp bây giờ có thể nó không thích, nhưng quần áo len nó thích. Vì là sao? Tháo những sợi len ra, xong nó xe lại, nó đan những con tôm, con cá, bông hoa hồng, trái tim, con hươu, con gấu, con vượn. Rất chỉ là đẹp. Các bạn, túi bóng trắng và túi bóng hồng là lúc nào vào á, đây là đồ vi phạm. Các con vợ ở bãi bùng nhé, thấy chưa anh hôm đấy nha, mắt anh đang mang bò đang không cho nên mà hút bắn nhau rồi đấy, thế cho nên đi vào, thế lò dò vào có ông anh gọi là thành rồng, người xăm rồng, ô giống như con tinh tinh đứng trên bục thì được, mày là nào, ở đâu đến các bạn, mình xun thế mà em tiền mốc, mà thực ra ông ấy sinh 1962 phải gọi ông chú đúng không? Em tiền mốc ở anh cứ ra cổng chính sao anh gọi cho em. Thế sao à? Nó bảo mày em ai? Thế à ông anh ai? Anh gọi cho em 0986780 từ V6. Thế là ông anh quản giáo là đội phó đội quản giáo chỉ mặt mày là thằng nào, mày biết thằng này thằng nào không? Và cháu em mình nghe trong đầu bảo, ôi mẹ già là kia bộ đội tù mới tăng gọi cán bộ bằng xưng cháu thì sẽ cho biết. Là Tuyền hai hôm sau bóc mẹ cái cào chân giải nó ngứa lên ra luôn rồi. Ông anh đang ngồi một ba mặt hai ba mặt, thế là máu mồm máu chảy ra, thế là oánh cho ông anh trận, oánh cho thằng Bình Trì ở Quế Võ một trận, vì tội là thì mẹ vào chân mình què, có cái anh Tâm ở Từ Sơn, mấy cái thằng gì Hải Dương, anh Tâm là buồng nhưng mà anh ấy không biết làm buồng, vào lúc nào là béo thằng bục trưởng đưa đũa đưa thìa ăn cơm cho mình, đưa hai tay nước mà đưa hai tay bục trưởng nó vui, em nghĩ bảo đi mẹ bục trưởng đéo nói được thì bọn này mày đẻ mình đánh, mắt vẫn đang không có khâu nhá, chân vẫn đang què nhá, không đánh được trực tiếp vì chân què mà cứ lừa đang ngứa đít mẹ à, mày sức khỏe có không, một phát mặt gục luôn, đánh cho thằng Bình Trì gấy cả sống mũi, sau đó là cán bộ đang mở cửa buồng điểm chạy veo ra ngoài. Hai ca rồi, chụp đi. Hai ca mà đi. Đùa, đọc câu chuyện anh Tuyền lên ca 9 một thật. Kinh khủng khiếp. Kinh khủng khiếp. Thế sau đó các bạn thấy chưa, cái thằng Bình Trì nó chạy vèo ra ngoài, Tuyền đi kỷ luật. Mà kỷ luật ở bãi, ở đâu cũng nói nhá, kỷ luật ở trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh. Khép vai đái luôn. Mù luôn. 10 ngày nhá, đảm bảo cùng 10 ngày nhá. Ra
to như tuyển nó đi mày phải chịu. Một phát đứng dậy nháo luôn. Vì cùm ở đấy nó là cùm chết. Tức là cùm tiêu diệt. Nghe không muốn ăn đi. Đặt cái chân này vào. Quắc vào luôn. Không cử động. Cổ chân to như cổ chân tuyển à. Trời ơi. Ra thì có thối. Các bạn có biết phải làm gì không? Lấy một chiếc đất dài nhài. Cắt đầu đi. Sáu lồng ở đây. Anh em ơi. Sáu lồng ở đây để cho cái cùm này nó đặt lên chết này luôn. Không xoay không chết. Cùm của các cái phạm nhân mà bị tử hình ấy còn xoay được, dê được. Người ta còn đứng lên, người ta thể dục được. Cùm này chỉ có làm như này là làm luôn. Đấy. Tuyền, bàn chân của Tuyền là cũng thử móng cùm vào cái bãi bùng này làm rơi vào tầm một xít xít 10 lần. Ê, mình nghịch mà, đúng không? Thế sau đó về chuyện buồng. Chuyện buồng thì lên ở với anh Trường Và ở Bắc Ninh. Thế vừa đi vào buồng thì đại ca mình đang ngồi một quần quần đùi bộ đội. Ui, trong trại. Trong trại nhá, kiểu như là thấy đại bàng mới được mặc những đồ giản dị quân khu. Quần đùi bộ đội. Mũ cối. Mũ cối thì không được dùng, nhưng mà mũ đứa trai. Mũ đứa trai được dùng trong trại nhá, phải là siêu vip đấy, ở nếu ở bãi bùng. Đấy, thế ông anh đang ngồi quạt này. Rồi giờ nóng. Rồi hồi tháng tháng 11 nhưng vẫn nóng. Nó tù nóng rồi. Thế có cái quảng Hải Phòng án 17 năm. Ô này. Thế có cái thằng Thanh ở Bắc Giang. To con lắm, cao 1m8, to đùng luôn. Đi mẹ ám cất mắt đi. Anh bảo bước cứ nhìn này. Biết đó ai, biết trong buồng là ai vào nhận ra đọc okay. Ông anh. Thế anh mình chạy xuống à? Chạy nha. Mình thấy, tức là vào buồng nhá. Vào trong buồng giam mà thấy góc nào mà túng 5, túng 3 mà mấy ông ngồi cặp quà nào. Thì chắc chắn là góc này góc đại bàng. Thế là ông anh bảo anh ấy, nói em tao đấy. Thế cái thằng trật tự lẽ. Thế là không biết là anh Trường anh lên nói gì mấy ông anh quản bộ trưởng án 17 năm này. Thì thằng nào chắc chè. Lúc sau vào đúng giờ cơm mà. Thế lên đây ngồi. Đây là anh Quảng ở Hải Phòng. Hai thùng kẹo 17 năm. Thì chào anh cơ. Bảo em chào anh. Em mới vào thì em không biết. Theo anh Quảng bảo ôi, tôi nghe danh ông rồi. Ông vào chạy lúc 10 giờ đêm. Vào ông chửi loạn lên thôi. Thôi hai hôm sau ông đánh nhau đi cứu luật. Do ông chửi mừng tôi thì trước khi vào đây cán bộ dặn thôi. Ông là người anh em. Thế ông ngồi đây. Thế bảo vâng. Anh ấy sống không ai. Thế sau một tuần sau anh ấy chuyển buồng. Thế là mình tiếp quản ở cái buồng K3. Ai đi tù ở bãi bùng K3 Tuyền vẫn còn ghi chứ. Bố Dương Minh Tuyền đá từng đặt chân đến đây. Không phải nói bố, tại vì làm sao nó thật sự là trong tù nhiều lúc được gọi là bố. Đấy. Thế sau đó các bạn biết thì làm gì không? Ở đấy 4 tháng rồi. Ở đấy 4 tháng rồi thì tiếp quản được khoảng rơi vào tầm vài trăm phạm nhân. Cứ vào ra vào ra. Tuyền thì lúc ấy gọi là chế độ đóng số. Không được lên buồng lớn. Vì lên buồng lớn là Tuyền nó quậy. Thế là đến ngày đến lịch thì Tuyền được lên bùng, gọi là bùng lên biển. Vừa rồi vừa chuyển ở vũng nước vào ra ao. Thế lên ao, ở ao được 4 tháng thì lên biển. Các bạn được chơi à, ra sông được 19 ngày thì bị đám thuyền lại đánh nhau. Thế lại đánh nhau lại đưa vào buồng cùm. Thế là đưa vào buồng cùm xong chưa ấn lên xong rồi. Thế là lại đưa vào buồng cùm, các bạn được chưa? Phát buồng cùm này nó cho phát 20 ngày luôn. Ôi ôi, đi có đi đéo đâu. Vào trong phát 20 ngày này nhá, mẹ còn bịt mẹ mày sướng ở trên buồng hàng. Mì tôm nóng ăn bỏng mồm, xúc xích ở trong này hồi đấy có anh Vượng. Lại ở hai bên. Các bạn hiểu không? Có anh Vượng con, nếu mà ai đi tù hỏi anh Vượng cướp ở Gia Bình thì ai cũng biết. Anh bản lĩnh lắm. Sống hay lắm. Liếm có hai mạng thôi. Nhưng anh nói cơ mà. Tao với mày, 2009 tao gặp mày chặn chán mày ở bến xe Bắc Ninh. Thì lúc ấy mày oánh cơ bạc ở đấy. Tao lên Bắc Ninh hồi đấy mới về. Ông anh nhà vừa đi 18 năm về phát đấy phát lại tờ hình rồi. Tôi ngồi cạnh mà tôi nghe tôi còn phê tôi không muốn. Thì sau đó các bạn hiểu không? Phát này nhá, anh ý cán bộ quý thôi. Nếu mà ai ở bãi bùng từ năm 2015 cho đến 2018. À đâu, 2013. 2013 cho đến 2018. Ai cũng biết Vượng cướp, Vượng con Gia Bình.
Nói thật, nói đến tên này cán bộ còn phải run. Ui, anh nói dối thì ông đánh không biết bao nhiêu cán bộ. Ông án tử hình rồi. Ông ấy gọi là mất mán rồi. Sinh ra và lên đàn tù. Lăng quanh vụ mất mấy lạng thịt mà ông bắt đền chục cân thịt. Một cây ba số, một chai cà phô à, một túi rượu, một gói trong phòng giặt to đùng luôn. Phải là ô mô. Có vo là gọi là đau ni. Thịt nó phải 5 cân, 10 cân thịt ba chỉ. Một cây ba số xít. Cán bộ bắt đền. Không phải là đi mẹ ông cứ bắt đền đúng cái túi thịt đấy. Thịt của mẹ anh ấy mất nhá các bạn biết không? Là phải là bèo phải lội xuống ao lấy. Đấy. Cơm đun bằng củi, không phải đun bằng bếp ga. Lợn để lợn nuôi sạch. Thế ra miếng thịt lợn sạch. Ôi ông anh bường lắm. Nửa đêm 12 đêm đi gọi cán bộ đi đun nước nóng để anh ăn mì tôm cho chuyển sang cho mình. Đấy. Đấy là một người anh Tuyền luôn luôn trân trọng. Anh chưa em ơi. Anh và Tuyền của anh cũng đã mất rồi. Tác giả câu chuyện. Tuyền cũng đã về thắp hương anh ấy. Đấy là câu chuyện. Thế sau đó 20 ngày trôi qua xong thì Tuyền quay lại về buồng giam. Gọi là K7. Gọi là buồng tiêu diệt. Tiêu diệt. Đi mẹ mày nắng mái lộn luôn. Cắt mọi chế độ. Cắt mọi viện trợ. Đóng khung 24/24. Không có mở buồng nhỉ. Chỉ có sáng người ta mở cho đi đổ rác và để buồng. Xong rồi đóng buồng. Tối ôi. Thế là Tuyền bảo mất mán. Thần kinh, bệnh thần kinh nó bắt đầu nổi lên. Gọi loạn này, gào loạn này, quánh người loạn này. Tất cả đầu tiên là chỉ rốt 4 năm trong buồng thôi. Là 4 thằng em đi đánh nhau đi kiểu loạn về cùng. Chán nó đéo có việc gì chơi. Đạp tưởng, đạp cửa. Các báo cán bộ, đau đầu. Bút đi à, bút hơn. Có thật. Đúng như thế đấy. Đi mẹ về Tuyền thì trên đầu nhiều sẹo mà. Thế cứ báo cán bộ vì trong đầu nó đau. Để biết nó đau bệnh gì. Thực ra nó đau vọng, đau bệnh buồn. Mới đau bệnh đói. Hồi đấy bị gọi như bị quân phiệt mà. Cắt mọi viện trợ. Không có chế độ, không có tiền. Có mấy triệu tiền lục ký nhưng không mua được 1.000 nào luôn. Cơm chạy canh chạy. Ăn đi mẹ mặt nó buồn. Tiêu diệt luôn đấy. Như này luôn. Giống như Khá Bạch đợt vừa rồi chạy rốt buồng tiêu diệt. Đánh nhau thì rốt về rốt buồng tiêu diệt. Bây giờ thằng Khá đang ở buồng bé. Đang buồng tiêu diệt. Tôi đã ở buồng tiêu diệt đấy cho đến 40 ngày. À, đúng 41 ngày. Bắt đầu mới chuyển buồng. Chuyển lên biển. Thế phát chuyển lên biển này có một cán bộ ở gần nhà Tuyền. Thế vào nói một câu này. Thế bây giờ tôi hỏi ông lần cuối. Tôi đề xuất cho ông lên buồng lớn. Phát này ông có lên có đánh nhau được không? Thế Tuyền. Nói thật là Tuyền sợ mẹ rồi. Sợ nên Tuyền bảo. Em hứa với anh, em hứa với thầy. Phát này em lên, không đánh nhau. Thì lên thì có một ông quản giáo. Mình phải ghi nhận ông ấy. Ông ấy cũng được. Ông ấy tên là Lam. Thực ra cái chuyện đi tù mà quan hệ ông là thầy lọ này kia, quà này quà lọ kia là có. Nhưng với Tuyền đi tù chả có một cán bộ nào có quan hệ tiền lọc gì hay ta quà cam gì. Vì sao? Mình sống thật tâm. Trước khi vào buồng, ông cán bộ ông có nói câu. Thế về vào buồng tầng hậu xử mày có va chạm gì đó không? Ui thầy để em vào đánh vào mặt thằng đấy. Ôi thì tôi chuyển mình buồng khác. Họ đùa trêu hay lo bạn. Tuyền lên đấy nhá. Về cách sống Tuyền sống. Thầy Lam đó chưa bao giờ phải chê Tuyền một câu. Thầy ra Tuyền ra Tuyền đề xuất. Thằng em. Em giúp đỡ nó. Chỉ cần ông thích. Như ông đừng đánh nhau. Sợ độc Tuyền đánh nhau. Tuyền nói sai chết luôn. Thì sau đó các bạn thấy không? Tuyền đi vào buồng. Ở buồng thì ông ấy dặn mẹ cán bộ, dặn mẹ qua thằng hậu từ hôm trước hỏi mai thằng Tuyền mất nó lên. Đó nó. Mày có chơi nó không? Bảo nó bạn em. Đấy, cái hậu sử đấy, nó ra một. Năm nay nó suýt 40 tuổi. Nhưng mà nó là khoảng 18 năm đi tù. Em thỏa tay năm tăng. Đút này, cả đút bên kia nhé. Ấn thế nó được. Chưa đây. Tí chuyên mục quảng cáo nhé. Rồi. Lưng vong ạ. Hai đút bên này. Hai trăm. Anh tôi đánh bà toàn. Thế sau đó các bạn có biết, sau đó các bạn có biết là gì không? Thế Tuyền đi vào ông thầy Lam đó cho thằng hậu xử nó đi chạy. Đi chạy thì Tuyền quản lý ở cái buồng. Tức là khi xử xong chấp hành án được tầm khoảng
45 ngày đến 60 ngày hoặc đến 70 ngày mới đi trại. Thì trước lúc tuyển đi trên trại Vinh Quang, tuyển các bạn có biết là gì không? Giúp thầy Lam quản lý buồng, gọi là làm buồng trưởng á. Lúc ấy chức buồng trưởng to lắm. Buồng trưởng tức là quản lý cả, đấy gọi như là một cái phường, một cái xá cũng nhỏ. Đầu dâu dế rách các kiểu, nó có loại tội phạm vào cái buồng đó. Buồng đấy gọi là buồng tiền án nhiều và tiền án nguy hiểm. Trung thân, cao nhất là trung thân. Mà nhẹ nhất là mười mấy 20 tháng, nhưng do là đi tù nhiều lần. Gọi là buồng ấy, buồng gọi là tiền án nhiều và buồng tiền án nguy hiểm. Vào ấy, đấy gọi là các đại ca mâm chân chiều chốc. Khi vào có anh có em đón thì lúc nào cũng sướng các bạn ạ. Vào bắt là đến mở cửa buồng giam ra bắt. Nói thật nhá, các bạn chưa đi tù bao giờ, mở cửa buồng giam ra bắt tầm khoảng 20 ông đứng xếp hàng dọc này đón. Đi mày à, mày chưa tù bao giờ giáp mái lồn luôn đấy. Đừng có ngửa mặt lên. Vừa ngửa mặt lên các bạn nhá. Giáp gà. Không. Ở Bắc Ninh nó có nơi tông nào này, đây tông xốp tông nào này, một phát vào mắt đen xì luôn. Nó thật với các bạn luôn. Chào ông Thế nhá. Thế cho nên là khi mình mới bước chân vào trại, hãy sử dụng cái gì, sử dụng cái lưới không có xương này thì các bạn sẽ tránh được cái bị ăn đòn. Câu chuyện thời bây giờ nó không còn đánh nhau nữa, nhưng vẫn còn đánh đấm. Các bạn thấy chưa? Các bạn vào tốt nhất là các bạn nhỉ, nếu biết ai lớn ai bé, đừng có chấp tay xuống đít. Chấp tay xuống đít là bị ăn đòn đấy. Một là con trai khi tù đầu đút tay túi thì mệt người luôn, hoặc là để tay xuống này. Chào các anh, chào mấy anh em nhá. Tốt nhất là lớn lên là giơ tay này, một cười chào mấy anh em nhá. Chào anh em, là ba cười. Thực ra đi mẹ nhìn ngứa mắt muốn đánh lắm nhưng cũng vẫn phải cười, làm sao nhường nó là đại bàng. Lệch xong con đánh bơi mềm mẹ người. Thế cho lên là tiền chỉ nói với các bạn là như thế này. Các bạn nào mới vào, Tốt nhất các bạn biết là gì không? Đừng nên nhăn mặt, đừng nên khó chịu, và không được nhìn đẻo một ai. Nhìn thật cũng thành nhìn đẻo đấy. Trong tù nó hay bắt lối tội nhìn đẻo lắm. Ví dụ các đại bàng đang ngồi đây nói chuyện nhá, ở ngoài đằng xa xa kìa, có một nó đang nhìn rồi, thỉnh thoảng nó nhìn mình, nó liếc lên cụ mình nhìn nó bắt cụ pha chủ. Thế sao mình quay mặt đi, nó nhìn mình nhìn nó bắt cụ pha chủ thì thằng đấy chắc chắn nó bị ăn đòn, khẳng định luôn. Vì sao? Trong tù ghét nhất là túng năm tụ ba nói xấu chế độ, mà là nói xấu chế độ thì kiểu gì mà ăn giá thật. Đấy là nguyên tắc trong tù là vậy. Tuyền nói thật cho các bạn hiểu. Hôm nay live stream mỏi rồi. Chốt lại câu chuyện này, anh tâm sự rất là thật, nhưng vẫn là khuyên anh em là đừng để dính vào vòng nao lý đấy. Như có cái là những ai mà anh em mà có chót lỡ đã dính rồi ấy, thì là đấy là bây giờ nhá, để nói một câu nhỉ, những người ngu mới đi tù. Nhưng một, người ta đi tù vì tội gì? Thứ nhất, đi tù vì danh dự. Thứ hai, đi tù vì miếng cơm manh áo, thì đấy là xứng đáng là đi tù. Các bạn được chưa? Còn đi tù về tội trộm cắp, đi tù về tội hiếp dâm thì không được. Mất danh sự. Tội gì không nói nhá, thời bây giờ thôi đấy, tội ngày xưa tội hiếp dâm ấy, nó đấy tù bằng một đốt, xong nó dọa và đầu bống. Các bạn biết đòn này chưa? Đi mẹ dồn bết dài luôn. Thì trước rồi, giờ thì không có nữa. Bây giờ không có nhá, bây giờ thì có đòn này. Cân. Các bạn đi tù biết đòn cân là đòn gì không? Anh nói với em vào tù bảo mày bao nhiêu cân, nó bảo em 50 cân. Tao bảo mày chỉ có 3 cân là 3 cân thôi. Nó cho thằng ấy nằm như em nằm lên trên anh. Hai chân anh khóa lên hai đùi mày, hai tay anh lồng qua lách, anh vòng qua gáy khóa này. Thì có địt mẹ mày rời cửa. Xong thằng bên trên nó vạch trái ra, nó lấy cái bàn chải đánh răng bưng bưng cái bàn chải nhang PS ấy, nó có đầu công công dẻo dẻo cao su rồi, nó bắn vào giái, nó bắn vào đầu bóng băng 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 băng. Hoặc là nó có những cái trò chơi đấy nhà, nó xe cái túi bóng. Anh nghe vấn đề anh trêu đấy, không phải thật đâu. Anh em lại
nghĩ thật là chết ấy, riêng cái tội đấy treo thôi. Khỏi nói chung là giờ nó bình, nó cũng cũng bình rồi đấy. Thật thì em sợ không? Vụ đấy là thật, không phải treo. Ở đâu nói như ở Bắc Linh anh là có đòn cân đấy nhá, thằng nào đi tù phải bị cân nhá, thì thôi liệu thần đồn. Hôm sau nhá, không không đái được luôn, đái ra mủ luôn, nó bắn nữa, bắn vào đấy. Thế cho nên các bạn à, đi tù sướng nhất là cái gì? Ở cái mồm. Khổ nhất là cái gì? Cũng ở cái mồm. Cho nên là như này, không lên lời nói bàn tán về một ai đó, không lên chỉ rào việc việc mình làm, cơm mình ăn, đại ca cho gì mình nhận, đừng lên vào tù nhá. Thế hôm nay cho mày ba cái, mày có nhận không? Vâng em xin, anh cho bao nhiêu em nhận từng đấy ạ. Thì có khi đéo bị đánh. Thôi anh ơi, anh cho em xin, anh em đau lắm. Thì kiểu lồn mẹ ăn đòn nhiều. Linh ơi lên đây chơi, tối dạo Linh ơi. Đấy là sự thật tuyệt nói. Thôi còn bây giờ là đến giờ anh em đi ăn cơm trưa rồi, chào tất cả bà con. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào nha. 2K người nha. Bây giờ là tiếp tục chương trình, là anh em có xem xăm trổ thì để mình...